Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình qua vườn Magnolia Garden Nursery á. Hôm nay bên nhà vườn bỏ ra rất nhiều loại măng cầu. Mình qua mình quay cho cả nhà xem coi có loại nào các bạn muốn chọn không ha. Măng cầu Lisa hôm nay có hàng lại rồi nào. Cả nhà ơi. Cây nhiêu vậy chị vậy? 70 đồng cho một cây nha cả nhà. Cây cũng cây nhỏ nhỏ nè, cây này trồng trồng khoảng khoảng năm không gì vậy? Cây này trồng khoảng năm có trái không vậy? Qua năm là có trái được rồi. Ồ. Bây giờ là mình thấy nó đã có bông rồi nè các bạn, nhưng mà muốn dưỡng cây thì chắc để qua năm ha. Cây 70 đồng. Trời ơi bông quá chừng luôn rồi. Cây nào cũng có bông. Cây to hơn ở ngoài một tí xíu. 125 đồng luôn. Đây, cây cũng đang có hoa. Hoa mập dễ sợ không? Cây cũng cao rồi nha ha. Cái cây này nó tốt hơn mấy cây ngoài ha. Ôi lá bự rồi nè. Có bông nè. Cây này có bông chưa? Cây cũng khỏe lắm nè. Đây là gốc. Đây là do thái đỏ. 125 đồng cho một cây. Chỗ cây này nó bông quá trời cả nhà ơi nè. Ô bông. Đây có bông nè. Đó chị. Ủa cây này cũng tốt quá ha cái nè. Cũng bông quá trời luôn nè. Cây này cũng bông ngóc chân nè. Sao cái cây này nó dễ bông quá chị Hạnh? Quá chừng bông này 15 ga lông à. Ờ. 25 đồng. Thùng này 15 ga lông. À, là măng cầu đỏ. Giá chị Hạnh 300 hả? Dạ 300 cây cũng bự ha. Cây bự 300. Ồ, có bông luôn rồi nè. Bông nhiều rồi. Quá chừng bông luôn. Hoa hậu này là 250. Cây lùng hơn bên kia ha. Một cây có cây cũng bự quá nè. Mùa này bắt đầu mùa chung cho. Cái hay chung. Cây này cũng có nhiều cây gốc bự quá nè. Đẹp nè. Hoàng hậu. Chậu này là chậu nhiêu ga lông chị Hạnh? 15 ga lông. Cái này 350 một cây. Rồi, ok. Quay lại. Cái nào phải lấy? Đây là măng cầu hoàng đế. Cũng bông nhóc hết trơn nè. Nhiêu chị? 125. Trời ơi, cây. Cây này cây nhỏ mới. Măng cầu Đài Loan 150 hả chị? Ừ. Ủa cái vụ này mới nghe không dài không mới nghe vụ măng cầu Đài Loan nha. Cái nó tròn tròn Việt Nam nhưng mà nó biết gì đó cái này 120. Sweet Green 120 cây. Cây này cũng 54. 54 cũng được á. Dạ cái này do Thái. Dạ cũng bự. Chị mua cái cây đó đi, cái cây đó nó có hai giống. Măng cầu Úc 70 đồng. Mà cũng bông quá chừng luôn rồi nè. Cây chút chẳng ra bông nhóc hết trơn. Cây này măng cầu Úc. Măng cầu Úc có thỉnh thoảng nó có cây vừa Úc vừa vô thả vừa Lisa chung. Mấy cây măng cầu này tán rất là bự. Đẹp, 500 đồng một cây. Mà cái nhà mình mua mấy cái cây này về là mình để trái được luôn. Mà trái năm rồi mình vô mình thấy mấy cái cây này nè. Trái nó to to không à. Cái nhà nhìn xem cái cây này cái tán đẹp dễ sợ không? Cái gốc cây cũng to nữa. Mà bự ghê luôn á. Cả nhà mình có thích trồng măng cầu thì mình đến mình chọn cây ha. Xin chúc cho cả nhà mình một ngày thật bình an và vui vẻ. Bye.